Xin chào em, trở lại kênh DHTG của mình hôm nay. Trở lại với game ngược xuôi thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn kỹ năng cho em ngày thứ 6. Ngày hôm nay thì nó sẽ mở cái đoạt thành trì. Và em chú ý nhá, cái đoạt thành trì này là nó đánh theo cụm nhá, cứ 3 server là một cụm. Cái sau mình không biết là thay đổi không nhưng hiện tại là 3 server. Thành trì thì nó chia làm 4 giai đoạn nhá. Nó lần lượt mở vào 20 giờ đến 20 giờ 30, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Và cái quà rất là ngon nhá, lên cái server là vắng ấy, tốt nhất là anh em gộp vào một quân đoàn cho mình, anh em mà chia ra thì rất là thọt nguyên liệu tất cả server luôn nhá, gộp vào nó sẽ ok hơn khá nhiều ấy. Thành trì nó sẽ chia làm bốn loại nhá, lục, lam, tím, cam, và anh em sẽ có hai cái đội hình tham gia để đoạt thành trì. Nhưng mà ấy, tuần thứ ba nó mới mở đội hình thứ hai, và khi team anh em mà bị đánh lui tức là bị giết ấy thì nó sẽ có siêu điều sinh nhá. Nhưng mà lúc đầu có thể là anh em sẽ bị lag nhá, tức là nó không hiển thị là mình bị chết hay không ấy, nó chỉ hiện cái chữ trắng lên là khi em chiến thành là không được thôi. Lên ấy, lúc mà bị thế thì anh em vào tháo tất cả các con trên trận ra, anh em thay con khác là anh em chiến được nhá. Xong nó sẽ hiện mấy cái CD cái con anh em chết, con chết nó sẽ đen ngòm nhá, con sống thì nó sẽ sáng. Nhưng mà mình không thấy nó ghi giây hay là phút nào để kiểu như biết nó hồi sinh ấy, cứ là sáng là còn sống, còn đen là chết thôi, mình chỉ biết thế thôi. Tiếp theo này, thành ý quân đoàn anh em ở nhiều người chân thủ nhất ấy, thì nó sẽ được quyền sở hữu nhá, và 10 phút nó sẽ tổng kết một lần quà ấy, nó gửi thắng vào thư cho anh em ấy. Anh em có thể đấy, 10 phút nó phát một lần ấy, thành em chiếm càng nhiều thì càng được nhiều nguyên liệu. Cái này theo mình thấy ba server ấy, nó chia ra tầm, nếu mà server mạnh ấy, thì có thể chia ra làm hai quân đoàn, nhưng mà server yếu ấy, thì chia ra làm một quân đoàn ấy, cứ cho trung bình là tầm 3-4 quân đoàn ấy, đánh nó sẽ ok hơn rất là nhiều nhá, là một server anh em chia ra làm 3-4 quân đoàn nhá, như thế đánh nó rất rời rạc, nguyên liệu rất là thoạt luôn. Và khi anh em công kích quân đoàn khác ấy, nếu mà anh em không có thành nó sẽ di chuyển đến thành đấy, nhưng nếu anh em có thành ấy thì nó sẽ hỏi anh em có di chuyển sang thành đấy không, có thì nó sẽ di chuyển, không thì em vẫn giữ yên vị trí. Và cứ 40 phút nó sẽ làm mới sản lượng nhá, lục là 10%, lam 20%, tím là 30% và cam là 50%. Cam chỉ có một thành thôi nên nó giữ nguyên nhá, tím là có 3 thành, lam là có 4 thành và lục là có 6 thành. Và cứ mỗi lần nó di ra bút là nó sẽ có một con bot cho anh em đánh, bot nó sẽ xuất hiện trong 5 phút nhá, một là anh em đánh chết này, hai là 5 phút nó sẽ tự mất. Và khi em kết liễu bút tức là lắc hit đi thì em sẽ được nhận phần quà nhá, quà này mình cũng không rõ được cái gì nữa. Còn đánh bút này em sẽ được cái xu vàng, cái xu nguy hiệu của đoàn trí ấy. Còn cái điểm công hiến mình không nhớ là có hay không nhá, để tí mình xem lại. Cuối cùng nhá, nó sẽ tổng kết vào 24 giờ chủ nhật, nó sẽ gửi quà cho anh em, tức là ấy, 20 giờ 30 ngày chủ nhật là nó sẽ tổng kết điểm nhá, xong rồi qua ngày nó sẽ phát thưởng đấy. Em không, thành trì rất đơn giản thôi, quân đoàn anh em mạnh đông là sẽ được nhiều nhiệm, anh em chỉ cần hiểu như thế thôi. Tiếp theo ấy, là cái sự kiện đại hội tỷ võ chủ nhật. Đây đại hội tỷ võ này 9 giờ đến 21 giờ chủ nhật. Thôi chết rồi, mình quên, mình không cược cái này thôi, coi như mình mất bất oan 45k cái nguyên liệu rồi, khá là xót nhá. Cái này ấy, thì 9 giờ 35 ấy thì nó sẽ đánh đây, 21 giờ 35 dựa vào top 8 sẽ tiến hành đấu loại này. Không sao cả, quên mất anh em ơi. Hôm nay ấy, mình quên đánh bốt chưa, làm thọt khá là nhiều nguyên liệu. Không biết bốt còn không nhỉ. Đây, đây em đâu, top 61 này. Đây anh em có thể thấy, chỉ xong 5 mốc thôi nhá, còn 5 cái coi như là mình mất bao nhiêu, 35 700 700 một ngày, 2 hôm mình mất 1.400 kim bảo rồi. Rất là chán luôn. À còn còn cái bảng xếp hạng nữa cơ. Đây còn bảng xếp hạng nữa cơ. Nói chung mình mất gần tầm gần 2k nhá, khá là sót. Anh em nông dân cố gắng đừng bỏ một cái sự kiện tính năng gì nhá, nhất là cái vấn đáp lúc 7 giờ 45 ấy. Cái đấy anh em hên là sẽ được 1.500 đến 2.000 kim bảo nhá, rất là nhiều đấy, em cứ tính đi. Một ngày em vẫn đạt được 1.500, 10 ngày em làm 15.000. Nói chung là game này kiếm kim bảo rất là dễ luôn. À, quên mình nói về cái gì nhỉ?
Đại hội tỷ võ nhỉ, quên mất. Tiếp nào nó tổng kết nhá. Mình sẽ nói sơ qua nhá. Đại hội tỷ võ ấy, thì nó sẽ cho mình đánh hai lượt này. Một lượt free và một lượt mua bằng 500 kim bảo nhá. Cái này chắc là đa số anh em sẽ mua đêm. Đánh này thì em sẽ có 5 tướng như nhá, từ phẩm A đến phẩm 3S và đều là mặc định 15 sao nhá. Anh em mà xui vào tướng A hay tướng S cùi thì coi như là anh em tạch luôn cái sự kiện này ấy. Và mỗi một đợt ấy thì nó sẽ cho mình đánh 12 lần nhá, nhưng mà chỉ có giới hạn là 3 lần thua thôi. Quà ấy, mình nhớ là có 3 loại này. Một là cái quà bảng xếp hạng nhá, quà xếp hạng rất là ngon. Mình nhớ top 1 ấy được 50.000 nguyên liệu này, đây cái cục vàng như này nhá. Và 30 cái lệnh quay tướng này cộng với một cái danh hiệu nhá, danh hiệu cam đấy. Tiếp theo là cái quà thắng 11 trận nhá, tổng là được 21.000 nguyên liệu. Mình nhớ nó là ở dưới này ấy, cộng với cái quà đánh tích lũy 25 lần. Tích lũy 25 lần là sẽ được 15.000 nguyên liệu cộng với 3.000 kim bảo nhá, rất nhiều luôn. Anh em nào mà đánh xong 25 lần là sẽ được 3.000 kim bảo cộng với 15.000 nguyên liệu nhá. Nói chung nếu mà anh em làm top 1 ấy, đánh xong hết tất cả các nhiệm vụ ấy, tổng là sẽ được 86.000 nguyên liệu. Shop ấy, đợi mình ra cho anh em xem cái shop luôn nhá. Shop thì nó sẽ có tướng SS nhá. Nói chung cái sự kiện này anh em kiếm cái tướng SS rất là nhanh. Tức là một tuần một lần nhá. Đây nó là cái đỉnh cao nhá. Đây cái xu vàng này. Đây tinh hoa tướng này, đá đột phá này. Dùng đột phá tư chất bảo khí tướng nhận từ hoạt động cuối tuần. Cái chắc em chưa xài đến đâu. Đây, mảnh vạn lang này, lam mảnh tướng giá lâu, mảnh su san lo đều là 5.000 được 5 mảnh hết nhá. Anh em là muốn lên một con tướng đấy thì mình đổ cái mảnh vạn lang nhá. Còn anh em chọn con giá la hoặc là con su san lo đấy thì anh em chọn quật cho mình con giá lo nhá. Cái con này nó ngon hơn con su lo rất là nhiều nên anh em chú ý cho mình. Nếu mà mình mà có điểm ấy chắc là mình sẽ đổi con giáo loa nhá. Mình thấy cái con này bên Trung Quốc chơi rất nhiều, chắc là sao là cũng ok nhá. Để mình thử đọc qua cái kiểu đó này. Gây lên một kẻ địch 300% sát thương này đêm đơn nhá. Khi HP bản thân cao hơn mục tiêu nhá, gây thêm sát thương bằng 10%. Và khi lên đỏ ấy thì sẽ là gây lên sát thương bằng 35% ấy và gây lên địch 450% sát thương. Con này đêm đơn, nội tại đầu tiên này, kẻ địch có tỷ lệ HP thấp hơn bản thân phải không? Sát thương gây lên bản thân giảm 5%. Đêm này có thêm dòng thủ à? Và khi lên kim ấy thì nó sẽ giảm 20%. Cái nội tại này cũng không ngon lắm. Nếu mà tướng đêm mình thích mấy con dạng thuần đêm hơn. Cái tiếp theo là thực côn này. Tỷ lệ HP bản thân nhiều hơn mục tiêu 1%, sát thương tuyệt chiêu tăng 1%. Đấy, ít ra phải thế này em ơi. Rồi, rồi mình xem dòng cuối cùng nhá. Đây, Nemlam này. Khi tỷ lệ HP bản thân nhiều hơn mục tiêu 65% trở lên nhá, tuyệt chiêu trực tiếp tiêu diệt đối thủ, bỏ qua hấp hối, vô hiệu với bot. Bỏ qua hấp hối đó là cái gì nhỉ? Hay là bỏ qua hấp hối như cái con Giang Sơn Đồ ngày thứ 7 nhỉ? Nói chung cái này đợi về sau mình mới test được cho anh em nhé. Đây mình đọc lại cái level 4 nhé. Level 4 này, tỷ lệ HP bản thân mối nhiều hơn mục tiêu 1%, sát thương tăng thêm 5%. Khá là ngon anh em ơi. Đấy, ít ra như cái kỹ năng này. Và quan trọng ấy, 65% phải không? Tức là kiểu như là địch nó có 1 triệu bảo không? Nó còn 349k ấy, thì nó sẽ bị tiêu diệt luôn nhé. Anh em chú ý nhé, là tiêu diệt luôn chứ là nó không phải đánh mất máu hay là hấp hối cái kiểu đâu, mà nó tiêu diệt luôn, chết luôn đấy. Đây cái kill cuối cùng nhá, là cái bảo khí đấy. Đây bảo khí 5 sao này, công tường kèm 25% hút máu, 10 sao 50% hút máu. Bộ con này đúng là sinh ra làm đêm rồi anh em ơi. Em mở rồ này mở châu anh em đi mấy cái phổ bản cực kỳ ngon luôn thật. Tính ra con này chỉ sợ là 20-20 thôi. Còn sợ chết thì nếu em dồn mạnh ý, chắc chắn là kiểu gì em cũng đi rất xa mấy cái tính năng cửu trùng hay tinh hà đạo. Đấy level 3 này. Sau khi tuyệt chiêu tiêu diệt mục tiêu ấy, gây lên toàn địch một lần sát thương bằng 100% công bản thân. Rất là ngon luôn. Level 4 này. So sánh tỷ lệ HP nhá, bản thân được hơn đối thủ 5%.
hơn đối thủ 5%, tức là kiểu như là bình thường nó được 100% không, thì nó sẽ được cộng thêm 105%, tức là mới vào trận là nó có thêm 5% sát thương rồi ấy. Đúng rồi, đây đây, khi nó lên level 4 phải không, tức là lên 15 sao ấy, cứ mỗi lần hơn 1% HP ấy, thì sát thương tuyệt chiêu ấy. Ủa không phải anh em ơi, hơn 1% sát thương ấy, nó tăng 5% sát thương cơ, sát thương tuyệt chiêu cơ. Mờ cái này ấy, level 3 ấy, à không phải, không phải, level 4 ấy, nó được thêm 5% đối phương ấy, tức là lúc đầu nó tăng thêm bao nhiêu, 5 nhân 5 bằng 25 đấy, tính độc cái nội tại khi em lên bao nhiêu này, 20 sao bảo khí này ấy, đã là 25% đêm rồi. Nói chung là thuần đêm nên em chú ý con này. Mà mình thấy bên Trung ấy nó còn lên cái con này SSR cơ. SS nhá, lên SS 3S này. Xong lên SR tức là lên tận 2 phẩm liền ấy. Cái lúc nào rảnh mình sẽ soi top bên Trung cho anh em xem nhá. Level 5 nhá. Sau khi tuyệt chiêu đánh đuôi mục tiêu này, gây lên toàn địch sát thương bằng 200% công bản thân nhá. Đánh lui mục tiêu tức là tiêu diệt đấy anh em. Cái cuối cùng nhá, cái này mới hóc búa này, bảo khí 30 sao này, so sánh tỷ lệ AP bản thân được hơn đối phương 15%, 15% ấy nhân với 5 sát thương ấy tuyệt chiêu ấy, thì sẽ là 75% sát thương tuyệt chiêu. Mà đấy là địch nó còn nguyên máu nhá, địch mà nó còn mất máu nữa thì coi như là lát luôn ấy. Anh em lạp hay lông dân ấy chú ý mình con này nhá, nhất là anh em đua này nhá, anh em vừa đánh bốt ngon này, vừa PK ok này, nhất là bốt nhá, bốt hàng ngày rất là nhiều kim bảo, nên là anh em top ấy, cố gắng đầu tư cho mình con giá lâu rồi nhá, nông dân cũng lên đầu tư. Đây xong hai cái đấu trường rồi không, hôm nay thì nó kết thúc cái trò bảo khí ấy. Ngày mai thì nó không biết là có cái tích gì đâu, nhưng mà mình sẽ tích lại cái vé quay tướng nhá. Đây quay tướng hiện tại mình đang có 73 cái, mình sẽ quay nhá, mình đợi ngày mai xem nó ra cái tức nghĩ gì không, nếu mà không có thì mình quay, còn có thì mình ngon thôi, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không ra nhá. Thường thường các game khác ấy, mấy cái tính năng tích lũy này nó sẽ sau 7 ngày mở server, tức là từ ngày thứ 8 trở đi ấy. Và mình vẫn như hôm qua nhá, mình sẽ dồn con tướng S lên 20 sao ấy, thì mình mới ngừng nhá, sau rồi mình đến đầu tư tướng SS. Để đấu trường mình cũng mua full mảnh S nhá, đợi lên 20 sao ấy, mình sẽ chuyển xuống mua mảnh SS, cả tướng cũng vậy. Nói chung cái tướng này anh em chỉ lo cái nguyên liệu thôi, còn riêng cái lệnh chi xét này thiếu anh em sang đấu trường ấy, đầy 400 nguyên liệu 15 cái này, thoải mái anh em ơi. Đây mình vẫn còn 14 cái tạo mới này ấy. Đấy mình phù anh em lên level 48 chú ý nhá, đầu tư cho mình 4 viên phù mệnh level 6 nhá. Cái này sau nó còn level 7, level 8, level 9, level 10 nữa. Nói chung càng lên anh em càng mạnh, anh em không sợ lỗ khi em đầu tư vào cái đấy mệnh phù ấy luôn. À phù mệnh quên. Còn tranh bá ấy, thì cái đá thức tỉnh nhớ mua hàng ngày cho mình. Để xúc quân đoàn ấy, anh em chú ý nhá, quân đoàn lên level 8 anh em xúc thì cái thiên phú này cho mình. Chủ yếu này ấy, anh em mua cái này cộng với cái ký đồ quân đoàn thôi. Hay anh em thích chơi con tướng thủ này anh em mua cũng lóng được. Để tính ra 7500 nguyên liệu một mảnh này. Ô, một mảnh chứ không phải 10 mảnh, rất là chát. Tốt nhất là anh em mua cái thiên phú với cái kỹ thuật nhá, anh em đừng mua tướng rất là chát. Đây tiếp theo này, cái đoạt hành trì nhá. Hôm nay mình nhớ là mình được 15.400, mình mua 48 cái lệnh triệu hồi nhá. Đây em thấy không, 2/50 nhá. Đợi ngày mai thêm 7k nguyên liệu nữa, mình lại mua thêm tầm bao nhiêu nhỉ, 7k 300, mua thêm hơn 20 cái nữa, rất là ngon. Còn cái chiến hồn ấy, mua full cho mình cái đá thức tỉnh chiến hồn nhá. Đây em thấy không, 25k nguyên liệu này. Hôm nay mình vẫn chưa mua à? Đấy, hiện tại mình vẫn còn 13 đá mình lừa còn chưa lưng luôn. Để mua thêm 50 đá nữa đấy là xong. Để hôm nay mình mua 6 viên nhá, 4/10. Và anh em đừng mua cái hồn hóa này, nhất là cái chiến hồn tím nhá. Sau anh em kiểu gì nó cũng có trên hồn cam thôi, nhưng mà mình không biết bao giờ ra thôi. Chú ý nhá, không mua chiến hồn tím mà nên sao nguyên liệu, đập mắc cái chiến hồn này cho mình, không mua cái hồn hóa. Đỉnh cao này, đỉnh cao này mình nói rồi nhỉ. Ok
Ok, như là hết rồi đấy. Đợi mình xem gì nhỉ? Hết rồi, mình chỉ nhắc lại mấy ngày hôm qua nhé. Em chú ý cho mình khi nên nem vào 48 ấy, thì nó sẽ mở cái phù mệnh ấy. Anh em cố gắng tích ra tầm hơn 20k mình mua đá nhé. Mua đá chỉ tốn có 18k thôi. Và ngày thứ 4 ấy, nó sẽ có cái triệu hồi bảo khí này. Đây, em cố gắng làm 100 thôi, không cần phải vội nhé. Em đầu tư 20k vào đá nó sẽ ngon hơn đấy. À quên, mốc làm nhá. Cái hành động này mình không nói rồi đấy. Đây bảo hộ tông sư này, mốc lập 800 này và mốc lập 1600, 800 ấy thì nó chỉ kích hoạt cho anh em đang nhận ở dưới này cộng với một chút phần quà nhá. Nhưng mà cái 1600 này ấy, anh em sẽ tăng thêm 60 cấp này, không thế nhá. Kích hoạt nhận thêm 50% điểm khi em làm nhiệm vụ nữa. Tiếp theo cuối video mình sẽ soi cho em cái mốc lạp nhá. Quên, mấy hôm trước mình không soi, tại mình chơi kiểu nông dân mình cũng không để ý lạp nhá. Đây là mốc nhá, tổng cộng là nó sẽ có 6 mốc này: 80 kim bảo này, 400 kim bảo này, 1600 kim bảo này, 3200 kim bảo này, 4000 kim bảo và 8000 kim bảo ấy. Mỗi mốc nó chỉ mua một lần nhá, và nó ra trong vòng 3 ngày như cái tích lũy nhá, từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6. Đây, vào cái mốc 1600 ấy thì nó lại trùng với cái 1600 của cái sự kiện bảo hộ vừa đấy. Anh em nạp vừa được cái bảo hộ này, vừa được cái nguy hiệu nhá. Về 888 cái bảo này, 12 đá thức tỉnh bảo khí này, 30 cái chìa khóa này, cộng với một cái túi chọn bảo khí SS. Ok, mình xin kết thúc video đây nhé. Hẹn em ở các video sau.